Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm những cái bông lan hồ điệp nó đang nở. Năm nay Tết nhà em chắc không có bao nhiêu hoa đâu, tại vì nó ra hoa hết rồi cả nhà. Ở trên ra rất nhiều hoa luôn á. Đây ạ, nụ rất là nhiều. Và điều đặc biệt hôm nay em xin chia sẻ với mọi người là cái dàn lan của em. Đây ạ, trên cùng là em lập tôn nhựa, nhưng mà sau 2 năm thì nó đã bắt đầu ngả màu. Thì em thấy cũng không hay lắm, tại vì nếu mà ngả màu như vậy thì cây nó thiếu ánh sáng, nó không quang hợp được. Và dưới tôn nhựa em có một lớp lưới dệt kim, sau đó lại tới khung sắt. Tại vì có một số bạn cô chú anh chị muốn xem cái dàn lan. Đây ạ, tại vì em quay video chỗ này nó không được cái lưới dệt kim. Làm như thế này thì nó đỡ côn trùng, nhưng mà theo em thì cô chú anh chị và các bạn không nên làm như vậy đâu ạ. Tại vì rất là tốn kém, rất là đỡ côn trùng luôn, nó ít chích hút nụ lắm. Đây ạ, năm nay hồ điệp nhà em ra hoa sớm. Đó, em làm dàn chỉ đơn giản như vậy thôi. Chậu này đang có rất nhiều nụ. Con rồi nụ. Chậu này có bộ lá rất là đẹp cả nhà ơi. Dưới đây cũng có một chậu có bộ lá đẹp. Mùa này lan nó bị bệnh nhiều lắm cả nhà. Mặc dù mình có phòng bệnh nhưng mà nó vẫn bị bệnh. Nó đỡ hơn thôi nhưng nó vẫn bị bệnh nha cả nhà. Em thích nhất là cái màu này. Đang bung. Đẹp lắm. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã coi video. Nụ